khu thương mại ở ngoài triển lãm sinh vật cảnh Ninh Hiệp. Và những cây là cây của anh Sơn. Các bác tham quan gian hàng của anh Sơn, sau đó sẽ tham khảo giá cây. Đây là một cây đơn ta. Cái này gốc của nó hay nhỉ. Ra cây đi. Năm thân. Cây này quá già rồi. Một gốc của nó cũng một gang, kích thước cũng tương đối. Cái đơn này bao tiền anh Sơn nhỉ? Cái đơn này 4,5 triệu anh ạ. Và giá bán là 4,5 triệu. 4,5 triệu cái giá cũng là sát với giá bán. Cái đơn này đẹp như này. Xanh. Đây là những cây canh châu nhỉ? Vâng, cây canh châu. Canh châu vâng. Cái này thì bao tiền cây này? Cây này là 300.000 cây. Cây canh châu. Thế cái loạt này giá nó cũng gần bằng nhau nhỉ? Vâng, giao đổi 4-500 là 3-400 là một cây đẹp rồi. Nguyệt quế này. Đây là đơn đó. Cây này bao nhiêu tiền này? Cây nguyệt quế này là giá là 3,5 triệu. 3,5 triệu này. Mai chú thủy. Cây này kiểu dáng cũng đẹp. Thân nu này. Đang ra nhiều hoa này. Cái mai này bao tiền nhỉ? Cây mai này là giá bán là 12 triệu. 12 triệu cây mai chú thủy. Cái dâu này nó bao tiền này? Cây dâu này 6 triệu. Cây dâu này là cây dâu rồi. Ờ, trời dâu tốt. Cây dâu nó hiền. Đây là cây túc. Cây này bao tiền này anh Sơn? Cây này là 1,5 triệu ạ. 1,5 triệu, gốc của nó cũng hầm hố nhỉ. Vâng. Côn cây 1,5 triệu cây túc này, cái giá cũng là hợp lý. So sánh một chút này. Cái đấy là cây mai lan. Vâng. Hoa mai lan đấy. Quay cây túc trời 1,5 triệu này. Chỗ này đẹp. Chỗ nhỏ này cũng gần 2 gang. Anh làm cái mai lan đẹp đấy. Này nó mà ra hoa này nó mất một hoa rồi kìa. Cái kia mới ra hoa một tết. Xanh này.
thân quái, Nam Biển, xanh Nam Biển thân quái. Được. Kìa dâu, cái này nhìn đã mắt nhỉ, quả rực rỡ. Anh này như hay lên YouTube rồi nhỉ? Được. Kênh của anh là không lên. Vâng. Không tin được không? Được. Đấy, không tin không ở YouTube chờ xem. Cái này tổng thể cây đẹp. Không có đủ. Không có ấy là được vào đâu. Lục nó đẹp đi đâu. Không có đủ. Chiều trái của cây dâu này. Cây này bao tiền anh Sơn nhỉ? Cây này là 6,5 triệu. 6,5 triệu cây dâu này. Cây dâu rất đẹp. Đấy. Đẹp. Xanh này, kia là xanh phôi. Mấy đẹp chứ. Xanh phôi và u biếu có dấu ấn của thời gian đấy, điểm đấy là điểm nhấn đấy. Quay mặt trọng, quay mặt trọng thì người ta mới hình dung ra cái cây. Xanh này, cây này cũng là xanh Nam Biển, cũng già cây, lốc to khôn, lốc khôn lồn lực. Cây này bao nhiêu anh Sơn nhỉ? Cây này 15 triệu. 15 triệu cây xanh Nam Biển. Cây này chỉ được chơi nhỉ? Vâng. Cũng không phải làm gì thêm nữa. Vâng. Chuẩn bị vâng. À vâng. Vâng. Cây mai lam nhỉ? Anh bảo làm cây mai lam. Đây là đồng lá. Quay cả chiều trái. Đây là cái C này. Cây này gọi là cây mai lan à? Cây mai lan, hoa nó như hoa đào, ra hoa vào Tết thì Tết.
đây là cái đa núi. Loại đa này lá nó trơn này, mà mọc ở trên núi nhiều này. Còn cái loại đa mọc ở đầu làng lại khác. Cây này bao tiền anh Sơn nhỉ? Cây này là 3 triệu. Lên núi mà đánh được cây này về còn tốn công nhỉ? Vâng, cần dưỡng. 3 triệu cây đa núi này.